Xin chào các bạn. Thì trong phần này Đạt sẽ tiếp tục giới thiệu về cái bài 2 thôi, nhưng mà Đạt sẽ đi vào cái study drills cho những cái bạn mà không thể đọc được tiếng Anh. Thì Đạt sẽ đi qua 1, 2, 3, 4 và những cái common question ở đây. Thì đối với những bạn có thể tự học được phần này thì các bạn có thể bỏ qua cái video này không cần thiết phải coi. Sau này Đạt sẽ làm một cái video đầu tiên có cái phần code và một video nữa nó có phần study drills. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể coi, mà nếu mà các bạn không thích thì các bạn không cần phải coi cái phần này, mà các bạn có thể tự học và đặt câu hỏi lên dạy nhóm học. Thì trước hết là cái phần dấu thăng này, thì như lần có cái bài tập lần trước á, thì các bạn có thể chị em thì dùng được là khi mà mình đặt dấu thăng phía trước thì nó comment toàn bộ những cái code của mình, và cái code nó là không được chạy. Thì đó là cái phần study drill ở bài 1. Và tiếp theo một lời khuyên của tác giả nữa là đọc cái file SE, cái exercise 2 này, và đọc lại từ dưới lên trên, kiểm tra thử cái lỗi nó hay không và sửa nó. Thì giả dụ như cái code của mình có một cái viết nhầm ở đây, ví dụ như add comment, thì thật ra đó là a comment nhưng mà add comment. Thì giả dụ như mình có thể sai chỗ nào khác nữa, nhưng mà cách mà mình nếu mà đọc từ trên xuống dưới á thì mình sẽ không thấy lỗi, và nếu mà đọc ngược từ dưới lên trên thì mình sẽ thấy. Và bây giờ là thử đọc từ dưới lên trên. So sánh với đoạn code này thì thấy là chấm run will this print chấm won't print. Cái đoạn này ở nằm ở cuối file. Piece of code out command or disable to command use also you can you. Ok, tiếp câu này nè. Ignore is after command the end this like code have could I print. Tiếp đoạn phía sau là Python file ignore is has the after anything later program your read can you show e this comment. Thì có vẻ là code của mình nó giống hoàn toàn như cái đoạn này. Thì mục tiêu của cái này là giúp cho mình những cái bạn mà chưa bao giờ code thì mình sẽ đọc lại từ dưới lên trên để mình có thể chắc chắn là code của mình viết đúng. Tại vì khi mà mình đọc từ phía dưới này sẽ tác giả sẽ trả lời tại sao. Nhưng mà theo ý kiến của Đạt á, tại vì khi mà mình đọc từ trên xuống dưới á, thì mặc nhiên mình cảm nhận là cái code của mình là viết hoàn toàn đúng rồi, nhưng mà khi mà mình đọc từ dưới lên trên đó, thì cái cảm giác nó hơi bị ngược ngược, hơi bị khó, cho nên là mình sẽ đọc lại kỹ hơn và cái khả năng mà tìm ra lỗi nó sẽ cao hơn. Tiếp theo là nếu các bạn tìm thấy lỗi nào đó, ví dụ như là nếu mà các bạn viết thiếu như thế này, cố gắng sửa nó. Và nếu mà bạn vẫn tìm vẫn bị lỗi thì cố gắng là đọc lại thật là to như mới nãy mới vừa mới đọc á, từng chữ một rồi tìm cách sửa nó. Và tiếp theo là những cái câu hỏi mà người mới học hay mắc phải. Một câu hỏi liên quan tới cái dấu này, trong tiếng Việt thì mình gọi là dấu thăng thôi, vậy trong tiếng Anh thì ta gọi bằng cái gì? Như đã thấy thì họ hay gọi bằng dấu hash, hoặc là nếu mà trong như tác giả này hay gọi là pound. Thì nếu các bạn muốn biết cái phát âm của cái âm đó như thế nào thì các bạn lên dictionary.reference.com và search cho cái từ đấy, và sau đó mình chọn Pound. pound, thì ở đây nó sẽ cho cái mình coi được cái cách phát âm của từ đấy luôn. Rồi, một câu hỏi tiếp theo là nếu mà có cái dấu pound ở phía trước của cái dòng này thì làm sao mà nó vẫn có thể đọc được. Thì thực ra Python nó sẽ bỏ hết tất cả những cái code nào có cái nằm phía sau dấu thăng, nhưng mà Python nó sẽ cố gắng đọc cái dòng này và nó hiểu là đây là Unicode, nghĩa là một ngôn ngữ có dấu, hoặc là ngôn ngữ không phải là tiếng Anh chẳng hạn là ANSI code đó. Có một câu hỏi nữa là nếu mà tại sao mình đặt cái dấu hash hoặc là pound hoặc là thăng ở giữa cái dòng, ví dụ như print hai der này, thì nó cái phía sau der này nó không có bị. Thì lý do là bởi vì cái dấu thăng này nè, nó đã đặt giữa hai cái dấu hai nháy này, cho nên là nó vẫn có thể được in ra. Vậy một câu hỏi đặt ra là làm sao thể mình có thể comment được nhiều dòng, thì cứ trước mỗi dòng đặt thêm một cái dấu này thôi. Thì rất là đơn giản, nhưng mà trong C thì hoặc là C cộng cộng, trong C cộng cộng là có cái phong cách khác, nhưng mà trong Python chỉ đơn giản là đặt một dấu thăng ở phía trước là. Câu này dành cho một số nước không có cái dấu thăng này, mình Việt Nam không bị ảnh hưởng. Thì một câu hỏi đặt ra là tại sao phải đọc code ngược, thì ông này ông nói là một cái mẹo để cho cái bộ não mình nó tập trung vào từng phần của cái đoạn code của mình. Tại vì nếu mà đọc
từ từ đầu từ trái qua phải thì nó thuận, cho nên là nhiều khi mình sẽ bỏ qua cái từ đấy. Ví dụ mình sửa lại như thế này đi, print this will run, thì thông thường bộ não mình nó sẽ tạm thời bỏ qua, nó chỉ quan tâm chữ T và chữ S, và như vậy là nó đọc thôi, cho nên nó không không nhất thiết là phải để ý hết tất cả mọi thứ. Đó là cái bộ não mình đã như vậy rồi, cho nên nếu mình đọc ngược á thì nó sẽ hữu ích hơn. Thì ở trong diễn đàn dạy nhân học cũng có một topic nói về cái vấn đề. Đây là topic đấy, là hôm Đạt có tạo một topic khá là lâu rồi, thì có một số bạn comment, thì các bạn có thể vào đây comment thử là sau khi mình đọc code ngược thì mình cảm thấy như thế nào. Và như vậy thôi, phần này chỉ là phần study drill and common student question, thì Đạt sẽ cố gắng làm thêm một cái video giống như thế này sau mỗi một cái video dạy code ở phía trên. Thì phần này dành cho những cái bạn nào mà không muốn tự đọc hoặc là không thể đọc thì có thể xem, còn những bạn nào có thể đọc được thì không cần phải xem video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.